chắc chắn tin hỏi Mai gì nè, Mai đây hàng 25k một chiếc như vậy thì nó có bền không, mặt nó có thoải mái dễ chịu không? Mọi người yên tâm nha, 25k một chiếc là giá sỉ cho mọi người, còn với cái chất lượng tương đương như thế này ngoài thị trường người ta bán là 35-40k trở lên ha, nên là mọi người mua hàng bên Mai là mua tận xưởng sản xuất và giá là giá sỉ cho mọi người, nên là yên tâm về cái chất lượng. Hàng bên Mai thì nó có 5 màu như thế này nè, còn là những cái gam màu tối rất là thích hợp cho những anh nam ha, và nó không có phát sinh thêm bất kỳ màu nào nữa nha, chứ không phải là Mai giới thiệu màu này rồi Mai gửi cho mọi người trắng xanh vàng tím gì tùm lum tùm la hết, không có nha, năm màu như thế này thôi. Và cái chất liệu của nó là cái chất liệu thun lạnh có pha sợi cô tông nên nó mềm mát và thấm hút rất là tốt, độ càng hồi độ co giãn của nó là 4 chiều nè, nên là mình mặc thoải mái lắm, độ đàn hồi rất là tốt, mọi người giặt thoải mái với máy giặt luôn, có không có sợ bị chảy nhão, có không có bị sợ sù lông nha, mặc chán rồi thay bỏ thôi chứ không có chuyện mà hư gì hết trơn, không có chuyện chảy nhão ở đây ha. Đường kim mũi chỉ thì Mai rất là kỹ luôn. Trời ơi, xuất sắc chưa mọi người? Mai rất là kỹ. Hai bên đây là được đính bọ hết nha mọi người, được đính bọ những mối nối đính bọ hoàn toàn. Rồi miếng điểm lót của nó nè, Mai giấu đường chỉ bên trong luôn, nên là mặt không có sợ cộm, sợ cắn gì hết trơn ha. Dễ chịu, thoải mái vô cùng. Hàng bên Mai là có size từ 42 cân cho tới 95 cân là mình mặc vừa. Mọi người cứ inbox và để lại số điện thoại cũng được, hoặc là mọi người nhắn tin cho Mai để bên Mai tư vấn lấy size cho mọi người có size từ 42 cho tới 95 cân. Anh nào trong cái khoảng cân nặng đó thì cứ mặc vừa hết ha. Còn chị em nào mà mua về trong cho chồng cho con thì chồng con thì mê hết trơn, hàng rất đẹp, rất là đẹp, rất là mặc rất là thoải mái luôn. Và thí dụ trường hợp mà mấy anh mà muốn dạng như là mình muốn rộng nó hơi rộng hay chật gì đó, cứ báo về Mai, bên Mai sẽ hỗ trợ đổi size cho mọi người luôn. Và mọi người lưu ý là khi đổi size đó là mọi người cứ để nguyên tem nguyên nhãn nha.